Thưa hôm nay tôi xin chia sẻ những kinh nghiệm của chúng tôi trong điều trị tròng ngược dạ dày thực quản, làm thế nào để tối ưu hóa vai trò của PPI và prokinetic. Xin nhắc lại một chút là tròng ngược dạ dày thực quản là theo định nghĩa của Tổ chức Tiêu hóa Thế giới là tình trạng trào ngược các chất chứa ở trong dạ dày có thể gây ra các phiền toái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân có hoặc không có biến chứng. Trước đây thì bệnh phổ biến hay gặp ở những người lứa tuổi trên 40 và hay gặp hơn ở các nước phát triển. Thế tuy nhiên thì hiện tại bây giờ với tăng tỷ lệ béo phì thì bệnh hay gặp ở cái lứa tuổi trẻ hơn và có 15% dân số có ít nhất triệu chứng một lần trong tuần và 7% dân số thì có triệu chứng trào ngược hàng ngày. Bệnh cũng có ảnh hưởng đến một cái nhóm đối tượng rất là nhạy cảm, đấy là những người có thai nghén thì trong 3 tháng cuối của thai kỳ thì thấy tỷ lệ và có triệu chứng trào ngược lên đến 54%. Bệnh tuy là không ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh, thế tuy nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nhắc lại một chút về cái cơ chế bệnh sinh của trào ngược dạ dày thực quản thì các thấy có vai trò của nhiều yếu tố, trong đó vai trò của cơ thắt thực quản dưới cũng như vai trò của các mốc về giải phẫu hoặc là tăng áp lực ở trong ổ bụng đã hình thành nên cái cơ chế bệnh sinh của cái trào ngược dạ dày thực quản. Đặc biệt là có một số các khiếm khuyết về giải phẫu như là thoát vị khoe khe hoặc là ảnh hưởng đến chức năng của cơ thắt thực quản dưới thì tăng cái tần suất tỷ lệ trào ngược dạ dày thực quản. Theo phân loại của Montreal thì người ta sẽ chia ra làm hai nhóm, là một là trào ngược tại thực quản và trào ngược ngoài thực quản. Trào ngược ngoài thực quản thì chúng ta đã nghe từ bài trước rồi, hôm nay tôi chủ yếu nhấn mạnh là trào ngược tại thực quản. Trào ngược tại thực quản thì có những cái hội chứng với những cái tổn thương ở niêm mạc, đấy là có thể viêm thực quản, hẹp thực quản, varet thực quản và có thể tiến tới ung thư biểu mô tuyến. Trào ngược ngoài mà không có tổn thương ở thực quản thì hay nhắc đến hai hội chứng là trào ngược không có tổn thương chợt hoặc là những cái đau ngực chức năng do trào ngược. Trong những cái bệnh nhân mà đau ngực chức năng do trào ngược thì trước khi để chẩn đoán trào ngược thì người ta phải loại trừ các nguyên nhân nguy hiểm của bệnh lý về tim mạch trước. Khi lưu ý đến triệu chứng của trào ngược thì chúng ta sẽ chú ý đến hai nhóm triệu chứng là nhóm triệu chứng điển hình và các dấu hiệu triệu chứng báo động. Vì cái này liên quan rất là nhiều đến cái việc mà có vai trò chẩn đoán bệnh nhân trào ngược. Triệu chứng điển hình thì hay gặp nhất là hai triệu chứng là nóng rát sau xương ức hoặc là triệu chứng của trào ngược dịch và gây nên hơi ở chua. Chúng ta cũng lưu ý đến một chút về cái triệu chứng báo động, bởi vì khi bệnh nhân có triệu chứng báo động thì không thể nào chúng ta không sử dụng các phương pháp khác mà chẩn đoán là trào ngược. Đấy là trong trường hợp mà bệnh nhân có sút cân, mà sút cân ở đây chúng ta lưu ý là sút cân không chú ý, có những dấu hiệu nốt đau nốt khó hoặc những dấu hiệu xuất huyết tiêu hóa như là nôn ra máu, thiếu máu ở những người cao tuổi, đặc biệt khi triệu chứng trào ngược mà xuất hiện ở những đối tượng mà từ 50 đến 60 tuổi trở lên và lần đầu tiên xuất hiện thì chúng ta không nên chủ quan chẩn đoán trào ngược mà không có sử dụng một cái biện pháp thăm dò cận lâm sàng nào, hoặc là những cái đối tượng mà có tiền sử gia đình ung thư dạ dày mà liên quan đến thế hệ thứ nhất thì trong này chúng ta cũng nên đưa vào đây là một cái triệu chứng báo động. Về các biến chứng của trào ngược dạ dày thực quản thì người ta thấy có 3 biến chứng, đấy là biến chứng viêm thực quản. Như là có khoảng 40 đến 60% bệnh nhân trào ngược thì có biến chứng của viêm thực quản. Tuy nhiên nếu không có viêm thực quản thì cũng không thể nói là không trào ngược được. Và biến chứng kéo dài hơn nữa là bệnh nhân có thể gây chít hẹp thực quản, gây ra triệu chứng nút khó. Chính vì thế cho nên nút khó là một trong các triệu chứng báo động của trào ngược dạ dày thực quản. Và kéo dài hơn nữa là bệnh nhân có thể gây nên varet thực quản. Varet thực quản có nghĩa là thay đổi biểu mô vẩy của thực quản bằng biểu mô trụ. Và từ varet thực quản có thể dẫn đến dị sản, loạn sản độ thấp đến độ cao và dẫn đến ung thư biểu mô tuyến của thực quản. Về chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản thì chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản hiện tại bây giờ thì dựa vào chủ yếu vào lâm sàng. Trong trường hợp bệnh nhân mà có triệu chứng điển hình mà không có dấu hiệu báo động thì người ta có thể chẩn đoán là trào ngược dạ dày thực quản. Còn các thăm dò cận lâm sàng cũng giúp ích một phần cho chẩn đoán, nhưng chủ yếu là trong những trường hợp mà trào ngược mà không đáp ứng với thuốc, là nội bao gồm có thăm dò cận lâm sàng như là nội soi dạ dày thực quản, đo pH trở khoán thực quản hoặc đo áp lực thực quản. Nội soi dạ dày thực quản thì được cân nhắc trong những trường hợp mà bệnh nhân có không đáp ứng với điều trị thử hoặc có những triệu chứng báo động mà tôi đã nêu lên ở trên, hoặc những bệnh nhân mà cần phải duy trì PPI kéo dài để kiểm soát triệu chứng. Và nội soi thì cũng có giúp ích cho chúng ta là trong trường hợp mà phân biệt viêm thực quản và biến chứng khác của trào ngược, đấy là Barrett thực quản. Nhưng không có viêm thực quản thì không loại trừ trào ngược. Và nội soi thì giúp chúng ta sinh thiết trong những trường hợp mà nghi ngờ có loạn sản thực quản. Một trong những cái phân loại phổ biến nhất của trào ngược dạ dày thực quản trên nội soi, đấy là phân loại Los Angeles với chia làm 4 mức độ: trào ngược độ A, độ B, độ C, độ D, với độ A là nhẹ nhất và độ D là nặng nhất. Về cái thăm dò cận lâm sàng thứ hai mà chúng ta có thể sử dụng trong chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, đấy là đo pH thực quản 24 giờ. Không phải bệnh nhân nào trào ngược dạ dày thực quản chúng ta cũng cần đo pH thực quản 24 giờ, mà chỉ trong những trường hợp mà bệnh nhân không có triệu chứng điển hình, không đáp ứng với điều trị thử hoặc là không đáp ứng một phần có triệu chứng của trào ngược nhưng mà không có dấu hiệu của trào ngược trên nội soi. Trong cái đo pH thực quản 24 giờ chúng ta có thể xác định được sự có mặt của axit phía trên cơ thắt thực quản dưới có phải là nguyên nhân của tổn thương thực quản hay không.
Phương pháp đo pH thực quản 24 giờ người ta có thể sử dụng phương pháp cổ điển, đấy là dùng một cái catheter đặt qua sông mũi của bệnh nhân, một đầu dò đặt ở trong thực quản để đo cái luồng trào ngược. Hiện tại bây giờ thì cái phương pháp mà đo pH thực quản 24 giờ truyền thống thì ít được sử dụng vì nó hơi khó chịu cho bệnh nhân, vì trong 24 giờ bệnh nhân phải sử dụng một cái catheter từ phía ngoài. Bây giờ hay sử dụng nhất là cái phương pháp đo pH thực quản 24 giờ, người ta gọi là phương pháp đo không dây với hệ thống Bravo, với đầu dò cũng đặt trong thực quản và có một cái máy thu sóng ở phía bên ngoài. Một cái phương pháp nữa là cái kết hợp đo pH và trở kháng thực quản. Đo pH và trở kháng thực quản thì thông thường người ta sẽ áp dụng trong những triệu chứng mà chúng ta nghi ngờ rằng liệu triệu chứng của bệnh nhân có liên quan đến trào ngược hay không, trào ngược có phải là trào ngược axit hay trào ngược không axit, và có thể phân biệt các dưới nhóm của trào ngược dạ dày thực quản như là ợ nóng chức năng hay là tăng nhạy cảm thực quản. Đo pH trở kháng thực quản có thể sử dụng kỹ thuật on PPI hoặc là off PPI. On PPI là bệnh nhân đo pH trở kháng vẫn trong thời gian vẫn đang duy trì PPI, và off PPI là khi bệnh nhân không dùng PPI nữa. Và trong những trường hợp đo pH trở kháng thực quản chủ yếu là áp dụng trong trường hợp mà trào ngược thực quản, dạ dày thực quản kháng trị. Trong trường hợp này người ta phải cân nhắc đó là có đúng là bệnh nhân này chẩn đoán là trào ngược hay không, hay là phân biệt với các dưới nhóm của trào ngược như là ợ nóng chức năng hay là tăng nhạy cảm của thực quản. Cái phương cận lâm sàng thứ ba mà chúng ta sử dụng trong cái đánh giá về trào ngược dạ dày thực quản đấy là đo áp lực thực quản. Về đo áp lực thực quản thì không có vai trò trong chẩn đoán trào ngược dạ dày thực quản, nhưng nó giúp ích cho chúng ta phân biệt giữa trào ngược dạ dày thực quản với các rối loạn về vận động ở thực quản, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có dấu hiệu của nuốt nghẹn hay là những cái bệnh nhân mà nuốt khó. Và trong những trường hợp mà người ta cần phải sử dụng phẫu thuật để điều trị trào ngược, để người ta phải tiến hành cái phương pháp này để loại trừ các co thắt tâm vị hoặc loại trừ các rối loạn về vận động khác của thực quản. Như vậy chúng tôi đưa ra một cái sơ đồ chẩn đoán đối với những bệnh nhân mà có triệu chứng mà không có triệu chứng báo động, triệu chứng điển hình và tuổi dưới 50 thì người ta có thể chẩn đoán là trào ngược dạ dày thực quản và tiến hành điều trị thử bằng PPI sử dụng một lần một ngày trong 4 tuần. Trong những trường hợp mà có đáp ứng với thuốc thì người ta có thể duy trì PPI thêm 4 tuần, sau đó là giảm liều thấp nhất có thể kiểm soát triệu chứng hoặc là ngừng. Tuy nhiên trong những trường hợp mà sau 4 tuần không đáp ứng thì lúc đấy chúng ta sẽ có chỉ định nội soi dạ dày thực quản. Khi nội soi dạ dày thực quản thì sẽ chia ra làm hai cái khía cạnh. Một là trong trường hợp nội soi mà chẩn đoán được cái trào ngược trên nội soi, đấy là những cái tổn thương viêm thực quản hoặc loại trừ được các nguyên nhân khác của tổn thương thực quản như là viêm thực quản tăng bạch cầu ái toan, viêm thực quản do nhiễm trùng, thì trong những trường hợp này chúng ta sẽ có điều trị đặc hiệu. Nếu mà đúng là có những cái tổn thương trào ngược trên nội soi thì chúng ta tiếp tục duy trì cái điều trị đặc hiệu. Còn trong những trường hợp mà nội soi bình thường thì lúc đấy chúng ta phải đo pH thực quản 24 giờ và dựa vào cái khả năng tin đoán chúng ta là cái này khả năng này triệu chứng này của bệnh nhân có liên quan đến trào ngược hay không, người ta sử dụng test on PPI hoặc off PPI. Về điều trị, về chẩn đoán trào ngược thì không phải là khó khăn, tuy nhiên thì cái điều trị của nó lại là một cái vấn đề rất là nan giải. Mục đích của tất cả các điều trị này, mục đích là cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bằng cách là giảm bớt triệu chứng, giảm sự tái phát của triệu chứng. Mục đích lớn lao hơn nữa là trong các bác sĩ ở tiêu hóa đều mong muốn đấy là làm lành tổn thương niêm mạc thực quản và ngăn ngừa phát triển của biến chứng là Barrett hoặc là ung thư thực quản. Có 3 cái hình thức để điều trị. Thông thường là chúng ta sẽ phải phối hợp 2 hình thức điều trị không thuốc và điều trị bằng thuốc. Còn cái biện pháp điều trị phẫu thuật và các biện pháp can thiệp khác chỉ khi nào mà bệnh nhân có những cái khiếm khuyết về giải phẫu hoặc là trong những trường hợp bệnh nhân mà không đáp ứng với điều trị thuốc. Điều trị không thuốc là một trong cái điều trị hàng đầu trong những điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Trong đó thì có những cái biện pháp mà người ta đã thấy rất rõ là cái hiệu quả. Đấy là bệnh nhân tránh ăn những cái bữa ăn đêm mà trước khi đi ngủ 3 tiếng, tức là chúng ta nên ăn bữa ăn đêm sớm trước 3 giờ đi ngủ. Cái khả năng thứ hai là giảm cân đối với những trường hợp béo phì, hoặc trong những trường hợp mà có triệu chứng trào ngược về ban đêm, người ta có thể nâng cao đầu giường của bệnh nhân lên để giảm. Còn các biện pháp khác như là về lưu ý về ăn mặc quần áo, tránh những mặc cái bộ quần áo quá chật, hoặc là tránh hút thuốc lá hoặc là uống rượu bia, cái này thì phụ thuộc vào bệnh nhân và không thể dễ thực hiện ở tất cả các bệnh nhân trào ngược. Về trong điều trị thuốc thì cái điều trị hàng đầu tiên người ta là thuốc ức chế bơm proton. Khi sử dụng thuốc ức chế bơm proton thì người ta thấy giảm triệu chứng được tốt nhất và khả năng làm lành thực quản là cao nhất. Tuy nhiên thì cái khả năng mà tái phát khi ngừng thuốc ức chế bơm proton cũng khá là cao. Và trong tất cả các đồng thuận hiện nay thì người ta khuyến cáo đây là cái thuốc điều trị khởi đầu ở những cái bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản. Khi lưu ý về lựa chọn các thuốc ức chế bơm proton thì người ta cũng lưu ý vì trào ngược thì thông thường ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân khá nhiều. Cho nên là hầu hết các bệnh nhân mong muốn là triệu chứng của bệnh nhân sẽ giảm sớm và duy trì được cái sự giảm về triệu chứng đó. Thì trong những cái thuốc mà ức chế bơm proton thì người ta thấy có 2 cái nhóm thuốc mà hay được lựa chọn nhất trong điều trị trào ngược dạ dày thực quản, đấy là isomeprazone và rabeprazone. Rabeprazone thì có ưu điểm là duy trì pH thực quản trên 4 khá là cao, và isomeprazone thì có ưu điểm là trong ngày thứ 6 thì cái tần suất mà duy trì cái pH thực quản trên 4 cao hơn so với các thuốc khác. Người ta cũng thấy rằng rabeprazone cũng có tác ưu điểm kiểm soát
trào ngược ngay từ ngày đầu tiên với các triệu chứng ợ nóng, ợ chớ, đau bụng và khó nuốt. Zabebazone cũng giúp chúng ta kiểm soát cái triệu chứng trào ngược về đêm, vì rất nhiều bệnh nhân thì ban ngày thì cái triệu chứng trào ngược có vẻ như được kiểm soát, nhưng ban đêm thì người ta lại mất ngủ về cái trào ngược, thì Zabebazone cũng giúp cho chúng ta kiểm soát được các triệu chứng về ban đêm. Cái thuốc bên cạnh ức chế bơm proton thì thuốc kháng histamine H2 cũng là một trong những cái thuốc mà khá nhiều các nhà lâm sàng lựa chọn khi là điều trị trào ngược, đặc biệt là những bệnh nhân mà trào ngược ít triệu chứng. Tuy nhiên thì thuốc kháng H2 thì cái khả năng làm lành tổn thương thực quản ít hơn so với thuốc ức chế bơm proton, và hầu hết bây giờ người ta sử dụng các thuốc kháng H2 trong trường hợp mà phối hợp với ức chế bơm proton để ngăn ngừa trào ngược về đêm. Và vì kháng H2 thì rất nhanh mất tác dụng, cho nên là người ta thông thường là có thể dùng ngắt quãng hay điều trị theo nhu cầu. Về vai trò của prokinetic thì những cái nghiên cứu trước đây thì người ta thấy rằng là cái vai trò của prokinetic có vẻ ít có vai trò trong điều trị trào ngược. Thế tuy nhiên trong những trường hợp mà có phối hợp với những cái trọng làm trống ở dạ dày thì người ta có thể phối hợp prokinetic. Và các nhà tiêu hóa thì đã biết rằng là trào ngược cũng với phối hợp với chứng khó tiêu chồng lấp lên nhau rất là nhiều, cho nên là trong những trường hợp đó thì dùng prokinetic có tác dụng khá nhiều. Nghiên cứu của tác giả Listing Sian trong thế cho thấy rằng thêm prokinetic cùng với PPI thì cải thiện triệu chứng so với đơn trị liệu PPI và nâng cao chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân trào ngược. Một nghiên cứu ở Nhật của tác giả Nhật vào năm 2019 thì cho thấy rằng trong những trường hợp mà trào ngược kháng trị với PPI, trào ngược kháng với PPI đấy là người ta sử dụng liều PPI liều chuẩn trong vòng 4 tuần và bệnh nhân không có giảm triệu chứng, thì thêm prokinetic cũng là một trong các lựa chọn để có thể cải thiện được triệu chứng của bệnh nhân. Và khi phối hợp PPI và prokinetic ở đây là Mosabri thì nghiên cứu cũng cho thấy là có đánh giá cái giảm cái chất tăng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, giảm cái điểm trào ngược trên nhiều thang điểm khác nhau. Về thời gian điều trị trào ngược duy trì đến bao giờ, chúng ta biết là trào ngược là bệnh mạn tính và rất hay tái đi tái lại. Thì theo đầu thuận của châu Á Thái Bình Dương, người ta thấy trong những trường hợp trào ngược thì duy trì tối thiểu vào 4 tuần và hầu hết các bệnh nhân của chúng tôi đều phải duy trì PPI đến 8 tuần. Nội soi can thiệp có vai trò gì trong điều trị trào ngược? Thì người ta thấy rằng là một trong những trường hợp trào ngược kháng trị với PPI thì nội soi can thiệp cũng là một trong những cái phương pháp được lựa chọn. Thì hiện tại trên thế giới người ta có thể sử dụng một số phương pháp, đấy là thử sử dụng cái phương pháp SETA, tức là người ta dùng một cái quả bóng nong đưa vào thực quản bằng kỹ thuật nội soi. Đầu dò của quả bóng này nối với nguồn điện và nó sẽ phát ra thành năng lượng nhiệt có khả năng làm bỏng cái vùng niêm mạc thực quản và tạo thành cái mô sẹo làm tăng cái cơ thắt thực quản và cũng giúp ích cho điều trị. Về nghiên cứu thì người ta thấy rằng cái này cải thiện điểm trào ngược, điểm triệu chứng của bệnh nhân. Tuy nhiên thì không có khả năng làm tăng cái tổn thương tăng cái lành niêm mạc thực quản trên khi đã có tổn thương. Nhưng ở nước ngoài thì người ta sử dụng phương pháp này khá là nhiều trong những trường hợp mà trào ngược đã kháng với PPI. Có một kỹ thuật khác, người ta có thể dùng những cái dụng cụ, người ta tiêm một chất người ta gọi là enteric gây sơ hóa cái mô vòng ở xung quanh thực quản, cũng giúp tăng cái khả năng của cái cơ thắt thực quản. Một cái kỹ thuật khác cũng sử dụng qua nội soi, đấy là người ta dùng một dụng cụ giống như cái bộ dụng cụ khâu, có thể tăng cái khả năng bền của cái cơ thắt thực quản dưới. Tuy nhiên thì tất cả những cái kỹ thuật này thì hiện tại thì chưa có thực hiện được ở Việt Nam. Khi trong trường hợp mà trào ngược khi đã có kháng trị với PPI hoặc là rất khó để kiểm soát, trong những trường hợp mà bệnh nhân có khiếm khuyết về mặt giải phẫu thì người ta có thể chỉ định điều trị phẫu thuật. Mục đích điều trị phục hồi cơ thắt thực quản dưới đồng thời sửa chữa các khiếm khuyết về giải phẫu, và nhiều nghiên cứu thì người ta thấy tốt ở người trẻ tuổi. Tuy nhiên thì hiện tại chúng ta chỉ sử dụng kỹ thuật này khi chúng ta đã thất bại bằng các biện pháp điều trị bằng thuốc. Mục đích của tất cả các phẫu thuật trào ngược này làm tăng cái sức mạnh bền của cái cơ thắt thực quản dưới. Người ta có thể thực hiện phẫu thuật hay gặp nhất là phẫu thuật Nixon, ngoài ra còn có một số cái phẫu thuật khác. Một cái kỹ thuật khác cũng sử dụng nội soi để làm tăng cái sức bền của cơ thắt thực quản dưới, đấy là người ta dùng một cái vòng từ tính, người ta gọi là vòng Linick. Cái vòng này có thể là đưa qua phẫu thuật nội soi. Sau khi sử dụng cái vòng Linick này, nó có tác dụng là trong khi mà người ta nuốt thức ăn xuống thì cái vòng này nó mở ra để cho thức ăn đi xuống. Khi thức ăn đã xuống đến dạ dày thì cái vòng này có thể co thắt lại và tăng cái sức bền, giảm cái luồng trào ngược từ dưới dạ dày lên trên thực quản. Và trong những trường hợp mà ở những cái nơi mà khó, ít có những cái test mà thăm dò về chức năng của đánh giá về chức năng của thực quản, ví dụ như ở Việt Nam thì chúng tôi có thấy một cái phác đồ là trong những trường hợp bệnh nhân đã thất bại với PPI, tức là dùng PPI 4 tuần rồi bệnh nhân không có đáp ứng, thì trong trường hợp mà nội soi mà không thấy tổn thương khác của thực quản, tức là nội soi không thấy đánh giá, thì người ta có thể có một số các lựa chọn, người ta có thể chuyển sang PPI khác. Hoặc là người ta thêm azinat, đặc biệt là có thể thêm kháng H2 và trước khi ngủ tối. Trong trường hợp mà vẫn tiếp tục thất bại, người ta có thể thêm những thuốc điều chỉnh về thần kinh. Còn khi những biện pháp đã thất bại rồi thì chúng ta bắt buộc phải làm các test thăm dò về chức năng của thực quản trước khi lựa chọn phẫu thuật.
khi mà bệnh nhân khi mà một những cái nơi mà có đủ những cái phương tiện về thăm dò thì với những cái nội soi mà đã khẳng định là không có tổn thương thực quản điển hình ở trên nội soi, người ta sẽ tiến hành đo pH thực quản 24 giờ. Đo pH thực quản 24 giờ nếu mà bất thường thì người ta có thể chẩn đoán là trào ngược. Còn trong một số trường hợp bình thường, người ta có thể chia ra các dưới nhóm của trào ngược, đấy là nhạy cảm thực quản hoặc là ở nóng chức năng, và lúc đó người ta sẽ có tiến hành cái phương pháp điều trị phù hợp. Như vậy thì chúng tôi nói là chẩn đoán trào ngược chủ yếu dựa vào lâm sàng, điều trị chủ yếu là thay đổi lối sống và PPI là điều trị chủ đạo. Chúng ta cũng lưu ý một chút trong lựa chọn PPI, vì chúng ta biết rằng hầu hết các PPI thì đều chuyển hóa qua CYP2C19, và ở người châu Á thì có một cái đặc tính của cái CYP2C19 là nó có thể biến đổi, có nhiều cái thể của cái gen của cái men CYP2C19. Trong đó thì chúng ta lựa chọn những cái PPI ít chuyển hóa qua CYP2C19 thì có sẽ có ưu điểm hơn cho bệnh nhân. Trong những trường hợp kháng trị thì chúng ta có thể một phương pháp khác, và lưu ý phân biệt với các dưới nhóm của trào ngược, đấy là nóng chức năng hoặc là tăng nhạy cảm thực quản, và phẫu thuật chỉ đặt ra khi bệnh nhân có khiếm khuyết giải phẫu hoặc là khi có biến chứng. Vâng. Đây là bài báo cáo của tôi, xin cảm ơn các anh chị, quý vị đồng nghiệp. Vâng, cảm ơn cô Chi. Xin mời các thầy cô, các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ Chi. Vâng, trong xin hỏi cô Chi, tức là đây là cái tối ưu hóa vai trò của PPI và Prokinetics đúng không? Vâng. Như vậy là chúng ta có thể phối hợp cả hai cái thuốc này để điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Đấy, và thông thường là tôi thấy là cái triệu chứng nó sẽ giảm rất là nhanh. Thế thì nếu mà trong cái trường hợp mà bình thường chúng ta phải 4 tuần, điều trị cả 4 tuần, đúng không? Đấy. Nhưng mà có những người bệnh là chỉ có 1 tuần thôi người ta đã đỡ và gần như khỏi hẳn rồi. Đúng không? Thì có cần thiết là phải kéo dài tiếp cái thuốc hay không? Và một cái câu hỏi nữa là những cái người bệnh mà đáng ra phải kéo dài 4 tuần, nhưng người ta chỉ uống có 1 tuần thôi, người ta thấy đỡ, người ta bỏ. Và sau đó một vài tuần sau người ta bị thì người ta lại tái diễn cái câu chuyện đó, lại đi tự mua đúng cái thuốc đó uống 1 tuần tiếp. Và cứ như thế thì hậu quả nó có dẫn đến một cái biến chứng gì khác hay không? Xin trả lời câu hỏi của Thầy Thành. Thực ra thì bệnh trào ngược là một bệnh mãn tính và người nói chung là rất là hay tái lại. Người ta thấy rằng nếu mà sử dụng thuốc 4 tuần thì cái tỷ lệ tái phát lại nó sẽ thấp hơn. Tuy nhiên thì trong điều trị về trên thực hành, nếu có những bệnh nhân mà có triệu chứng rất là ít, người ta chỉ có những triệu chứng một lần trên một tuần hoặc là thỉnh thoảng người ta mới có triệu chứng, thì hoàn toàn người ta có thể điều trị và người ta có thể điều trị ít ngày hơn, không bắt buộc phải kéo dài đến 4 tuần. Và trường hợp trào ngược thì người ta cũng nói rằng trong trường hợp mà bệnh nhân mà đã nội soi dạ dày thực quản trong vòng dưới 1 năm, khi có những cái triệu chứng bắt đầu xuất hiện trở lại mà không có những cái dấu hiệu báo động, tức là không có đặc điểm của nốt khó, thiếu máu, không có tiền sử gia đình, thì người ta có thể cân nhắc sử dụng lại cái thuốc đó và người ta gọi là điều trị theo nhu cầu. Trong cái trường hợp về trào ngược, đặc biệt là những trào ngược thì nó tái phát, và khi mà điều trị theo nhu cầu người ta cũng là một trong những cái cách để điều trị để nó làm giảm cái tác dụng phụ của thuốc. Cho nên là hoàn toàn khi bệnh nhân mà nếu có những cái dấu hiệu tái phát lại, không có dấu hiệu báo động và nội soi dạ dày thực quản, đã có nội soi dạ dày thực quản trước đó và dưới 1 năm không có dấu hiệu gì đặc biệt ở trên nội soi, thì mình có thể sử dụng lại cái thuốc đó. Và thời gian sử dụng thì tùy theo nhu cầu của bệnh nhân, có thể sử dụng 1 đến 2 tuần, chứ không bắt buộc phải sử dụng đến 4 tuần. Vâng, cảm ơn cô Chi. Còn một câu hỏi nữa từ các bạn đang theo dõi của chương trình trực tuyến của chúng ta là điều trị trào ngược thực quản ở phụ nữ có thai thì như thế nào? Vâng, để điều trị trào ngược, đấy là một trong những cái mà điều trị cũng rất là khó, bởi vì phụ nữ có thai thì thông thường là những cái tháng cuối của thai kỳ nó tăng áp lực ổ bụng và nó gây nên trào ngược. Thì người ta thấy rằng có một số cái thuốc mà nó ít cái tác dụng phụ lên thai kỳ, đấy là những cái nhóm anginat, tức là trên biệt dược của mình có rất nhiều cái là gavistone hoặc là eumanzel. Thì trong những trường hợp này thì cái nhóm thuốc đấy thì khá là an toàn cho phụ nữ có thai. Một số khác, người ta nghiên cứu khác thì những cái thuốc mà thuộc nhóm sucralfate thì nó cũng có thể tác dụng đối với trào ngược. Còn những bệnh nhân có thai thì cũng có thể cân nhắc sử dụng thuốc kháng H2 để lựa chọn. Thế còn PPI thì cũng tùy từng trường hợp. PPI nếu mà người ta lựa chọn để điều trị cho phụ nữ có thai thì nên sử dụng omeprazole. Người ta thấy cũng là thuộc là nhóm B trong cái điều trị trào ngược trong bệnh nhân ở thai kỳ. Tuy nhiên PPI thì cũng nên hạn chế sử dụng. Và cái thuốc an toàn nhất và lại vẫn là nhóm anginat hoặc là sucralfate. Vâng, một câu hỏi tiếp theo nữa là nếu sau khi điều trị nội khoa mà đo cái pH thực quản vẫn không có kết quả đấy, tức là cái thất bại của điều trị nội khoa, thì có nên tư vấn phẫu thuật luôn không ạ?
Cái thứ nhất là chúng ta phải tối ưu hóa cái việc sử dụng thuốc của bệnh nhân. Về PPI, người ta không, nếu mà sử dụng một lần, bệnh nhân mà không đáp ứng thì người ta có thể tăng PPI lên 2 lần. Và đôi khi có một số cái tài liệu người ta thấy rằng cùng với một liều PPI đó, ví dụ như là isomeprazole 40 mg, người ta dùng một lần trong ngày người ta thấy không có hiệu quả, nhưng khi người ta chia ra làm 2 lần, tức là mỗi lần uống chỉ 20 mg isomeprazole thì người ta thấy lại tăng hiệu quả lên. Trong trường hợp mà chúng ta đã tăng liều tối đa của PPI lên 2 lần một ngày mà bệnh nhân vẫn không có đáp ứng thì chúng ta sẽ phối hợp với các biện pháp khác như là thêm anginat, thêm kháng H2 vào buổi tối trước khi ngủ, hoặc thêm prokinetic. Trong trường hợp mà thất bại với tất cả các phương pháp để điều trị nội khoa thì chúng ta mới cân nhắc về phẫu thuật. Vì chúng ta biết rằng phẫu thuật thì cũng là một cái nói chung là ảnh hưởng đến rất nhiều đến bệnh nhân. Và cái thứ hai là có một số đôi khi biến chứng của phẫu thuật là sau điều trị trào ngược thì bệnh nhân lại trở nên là nuốt khó rồi nuốt nghẹn. Cho nên là, và hai là tất cả các hướng dẫn ở trên thế giới trước khi mà quyết định trào ngược, phẫu thuật để điều trị trào ngược thì người ta bắt buộc phải đo áp lực thực quản để loại trừ các rối loạn về vận động khác của thực quản. Mà cái này thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam thì cũng không phải là nhiều nơi có thể làm được cái này. Và tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô Chi như vậy. Phẫu thuật cũng phải là cái phương pháp cuối cùng khi chúng ta tất cả phương pháp khác đã thất bại. Kể cả chúng ta sử dụng đến cả những cái nội soi tiêm cũng là một cái phương pháp cũng có thể là gây sơ hóa và gây hẹp thực quản lại, đúng không ạ? Và cảm ơn bác sĩ Chi.